Tiếp tục chương 1 chính luận xin mời quý vị theo dõi phần 2 của bản ý kiến về cải cách toàn diện để phát triển đất nước với các điểm chính. Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế và trên cục diện chính trị của khu vực và thế giới? Việt Nam nhìn từ thế giới bên ngoài. Việt Nam hiện nay trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, quan hệ đối ngoại, những thực trạng và những nguyên nhân sâu xa. Thưa quý vị cần phải nhắc lại bản toàn văn ý kiến này được công bố vào năm 2011, tức là cách nay đã 9 năm rồi. Và trong chương trình uh, TTV ngày 17 tháng 6 anh chị đã có chia sẻ với quý vị phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 2 và chúng ta sẽ cùng xem là tất cả những vấn đề được đặt ra cũng như là những nhận định của các tác giả nêu ra từ những năm 2011 cho những thực trạng uh, xảy ra tại Việt Nam cho đến thời điểm này có còn nguyên vẹn tính thời sự hay không. Những thực trạng của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay nó có cải thiện không? Nó có tiến triển, nó có phát triển tích cực hay nó có được cải thiện? Nó có khác gì so với những vấn đề được nêu ra là thực trạng của Việt Nam từ cách đây 9 năm hay không? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản toàn văn ý kiến Cải cách toàn diện để phát triển đất nước Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế và trên cục diện chính trị của khu vực và thế giới? đất nước chúng ta sẽ thụt lùi về nhiều mặt hay là sẽ phát triển mạnh mẽ bền vững đáp ứng khát vọng của dân tộc là mong thấy một nước việt nam giàu mạnh phát triển hài hòa với thiên nhiên và xã hội chia sẻ được những giá trị phổ quát của thế giới văn minh và giữ vững độc lập về kinh tế chính trị văn hóa nền tảng xã hội văn hóa giáo dục và thể chế của ta hiện nay có tạo đủ những điều kiện cơ bản để đất nước phát triển theo hướng tích cực không theo dõi những diễn tiến của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây. Chúng tôi thật sự lo âu khi thử trả lời những câu hỏi vừa nêu trên. Từ gần 20 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu phát triển đất nước là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là mục tiêu đúng đắn, có giá trị phổ quát và nước nào cũng muốn nhắm tới. Thế nhưng, Hiện thực cho thấy Việt Nam không luôn tiến được theo cái chiều hướng đó, nếu không nói là trên nhiều mặt Việt Nam đã đi ngược lại. Một bộ phận nhỏ giàu một cách bất hợp pháp, sinh hoạt xa hoa, trong khi đại đa số dân chúng hàng ngày thì phải vật lộn với cơm áo, với chi phí cho giáo dục và y tế trong cơn lạm phát. Tham nhũng ngày càng trầm trọng, len lách vào mọi ngõ ngách của xã hội, làm ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu, tinh thần hướng thượng của người dân và ngày càng có nhiều trường hợp công chức làm mất thể diện quốc gia. Bộ máy công quyền ở các cấp nổi lên quá nhiều người, thiếu cả tài lẫn đức. Đến nỗi một lãnh đạo cấp cao của đảng phải thừa nhận là bây giờ có quá nhiều sâu. Do tham nhũng, thiếu người tài đức gánh vác việc nước nên bộ máy nhà nước có nhiều bất cập. Tiếng nói của tri thức, của các nhà báo chân chính, ngày càng mất hiệu quả. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, bắt đầu lan tràn vào cả trong học đường, trong viện nghiên cứu khoa học là những nơi mà lẽ ra phải đi đầu về đạo đức. Năm 1996, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa, chủ trương phấn đấu làm cho Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Từ đó cho đến nay đã 15 năm và bây giờ chúng ta đang ở vào cái năm 2020. Từ đó cho đến đây, từ năm 96 cho đến năm 2011 khi bài viết này ra đời là đã 15 năm rồi mà đã đi được gần 2 phần 3 đoạn đường dự định. Mà cái đích thì còn xa vời quá Thì thử hỏi thưa quý vị Năm nay chúng ta đang ở năm 2020 đây nè Thì đất nước Việt Nam của chúng ta Đã là một đất nước công nghiệp hiện đại chưa việt nam chưa có được một ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến và cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thế giới chúng ta chủ yếu vẫn còn xuất khẩu hàng công nghiệp gia công dùng nhiều lao động giản đơn và tùy thuộc sản phẩm trung gian nhập khẩu doanh nghiệp nhà nước nhất là tập đoàn kinh tế được dành mọi ưu đại về vốn và đất nhưng cho đến nay chẳng những không đóng được vai trò chủ đạo như nhà nước chủ trương mà còn gây ra gánh nặng nợ nần và bất ổn cho toàn nền kinh tế nền kinh tế yếu cùng với bộ máy nhà nước nhiều bất cập đã đưa đến một hậu quả nghiêm trọng là việt nam ngày càng lệ thuộc vào trung quốc về kinh tế thì đã quá rõ ràng hàng công nghiệp của trung quốc tràn ngập thị trường việt nam nhập siêu từ trung quốc cao ở mức dị thường vừa gây bất ổn kinh tế vĩ mô vừa cản trở khả năng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của việt nam doanh nghiệp trung quốc chiếm phần lớn các gói thầu xây dựng mua quyền sử dụng lâu dài rừng và bờ biển việt nam đưa lao động trung quốc vào việt nam dưới nhiều hình thức kể cả bất hợp pháp và nhiều nơi hình thành cộng đồng người hoa mới về chính trị và tư tưởng tuy không rõ ràng và dễ nhận biết như trong kinh tế nhưng sự phụ thuộc là có cũng vì gắn bó với trung quốc về ý thức hệ về thể chế chính trị mà ta không triển khai được đường lối ngoại giao khôn ngoan hiệu quả, không tận dụng được sức mạnh thời đại để làm cho dân giàu nước mạnh. Chẳng những thế, lệ thuộc về kinh tế và ngoại giao sẽ dễ dàng dẫn đến việc mất chủ quyền. Điều này đưa đến một thực tế nghiêm trọng, an ninh quốc gia bị đe dọa. Từ tháng 5 năm nay, tức là năm 2011, và đến nay 2020, vấn đề Biển Đông trở nên nổi cộm. Ảnh hưởng của Trung Quốc đến an ninh của ta đã thấy rõ. Thật ra, chuyện Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông lần này không đáng lo ngại bằng sự thâm nhập của họ, ngày càng mạnh và sâu vào nền kinh tế, chính trị và văn hóa của ta. Khi kinh tế ta yếu, bộ máy nhà nước yếu, nên tảng đạo đức xã hội lung lay, Trung Quốc có thể thực hiện được mục tiêu biến Việt Nam thành một nước lệ thuộc toàn diện vào họ. Chúng tôi, những người có tên trong danh sách dưới đây, vô cùng lo lắng, bức xúc trước nguy cơ Việt Nam bị thụt lùi trong tiến trình phát triển của thế giới, mà hậu quả là Việt Nam có thể mất độc lập và mất tự chủ dưới hình thức này hay hình thức khác. Để tránh nguy cơ này, Đảng Cộng sản Việt Nam, với trọng trách đối với tiền đồ của đất nước, cần phải cải cách và triệt để đổi mới thể chế nhằm củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc, tận dụng thời cơ quốc tế để mở ra con đường phát triển mới cho đất nước những nhận định về thực trạng và đề nghị cải cách dưới đây là xuất phát từ bức xúc về nguy cơ hiện nay đối với việt nam và ước vọng của chúng tôi về một nước việt nam thực sự giàu mạnh văn minh và tự chủ chúng tôi tin rằng đây cũng chính là ước vọng của toàn dân việt nam nói chung bây giờ hãy cùng xem việt nam nhìn từ thế giới bên ngoài. Nhìn kinh tế thế giới trong nửa thế kỷ gần đây, ta thấy nhiều nước, nhất là những nước ở châu Á đã phát triển nhanh, rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước, thậm chí là có nước đã tiến lên ngang hàng với các nước tiên tiến. Có mấy khi chúng ta xem xét một cách khách quan nghiêm túc những yếu tố cơ bản, những đặc trưng chung nhất làm cho các nước ấy thành công không? cho đến nay việt nam có nghiên cứu kinh nghiệm các nước nhưng chủ yếu là những chính sách chiến lược cụ thể còn những yếu tố thuộc nền tảng thể chế và xã hội nền tảng văn hóa giáo dục tức là những tiền đề để cho các chính sách chiến lược cụ thể ấy thành công thì hầu như không được chú trọng nghiên cứu hoặc có nghiên cứu nhưng không được thực thi áp dụng ta thử lấy trường hợp hàn quốc để làm ví dụ Hàn Quốc vào đầu thập niên 1960 là nước kém phát triển, nhưng sau đó đã vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu và thành công trong giai đoạn phát triển bền vững, trở thành nước tiên tiến trong thời gian rất ngắn. Quá trình công nghiệp hóa của nước này bắt đầu từ năm 1961, nhưng chỉ sau một thế hệ, Hàn Quốc đã trở thành một nước công nghiệp phát triển đáng kể trên thế giới và đến năm 1996 được kết nạp vào Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD là tổ chức của các nước tiên tiến. Từ một nước nhận viện trợ nhiều vào các thập niên 60 và 70, Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang vị trí của nước đi viện trợ từ cuối thập niên 80. Hiện nay, nhiều công ty của Hàn Quốc trong các ngành công nghệ cao như điện tử, xe hơi đã vươn lên hàng đầu thế giới. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về sự thành công của Hàn Quốc, ta có thể nêu lên mấy nguyên nhân chính thứ nhất là tố chất của người lãnh đạo đó là những nhà chính trị mà tinh thần yêu nước vượt qua những niềm tin ý thức hệ luôn trăn trở về con đường đưa đất nước đuổi kịp các nước tiên tiến họ cũng là những người thức thời biết học hỏi ở đâu tham khảo thể chế cơ chế nào và du nhập công nghệ gì để phát triển nhanh và họ cũng biết rằng để xây dựng chiến lược phát triển trên cơ sở hiểu rõ nội lực và ngoại lực không thể không dựa vào người tài thật sự bởi vậy chung quanh lãnh đạo toàn người tài giỏi nhất là nhiều người đã đi du học và làm việc ở các nước tiên tiến thứ hai với ý thức rằng bộ máy hành chính mạnh hiệu suất cao mới vạch ra được các chính sách cụ thể và thực thi có hiệu quả các chính sách ấy hàn quốc từ rất sớm đã có cơ chế thi tuyển công chức nghiêm ngặt để có được đội ngũ quan chức tài giỏi mang trong mình sứ mệnh lo việc nước. Thứ ba, trong quá trình phát triển, Hàn Quốc xây dựng được quan hệ lành mạnh, hiệu quả giữa nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước yểm trợ để doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới nhưng có cơ chế để doanh nghiệp không ỷ lại vào nhà nước như buộc doanh nghiệp phải có thành quả xuất khẩu mới tiếp tục được hỗ trợ. Và điều thứ tư, giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ được quan tâm hàng đầu vào giữa thập niên những năm 80. Nghĩa là chỉ sau khoảng 25 năm từ khi bắt đầu quá trình phát triển, Hàn Quốc đã có những đại học, những viện nghiên cứu đạt chất lượng thuộc đẳng cấp quốc tế. Những đặc trưng trên hầu như xuyên suốt trong quá trình phát triển, kể cả giai đoạn đầu à, dưới thể chế độc tài chính trị, đó là giai đoạn năm 1961 đến năm 1987. Hàn Quốc không phải không có tham nhũng nhưng không tràn lan trong xã hội mà chỉ giới hạn ở một vài chính trị gia, một số ít tập đoàn kinh tế. Đặc biệt, hầu như không có hiện tượng bòn rút của công, rút ruột công trình xây dựng, càng không dám lạm dụng, lãng phí tiền viện trợ. Trong 50 năm qua, những nền kinh tế khác tại châu Á phát triển nhanh trong thời gian dài như Đài Loan, Malaysia, Thái Lan cũng đều có những đặc trưng giống Hàn Quốc Tuy nội dung chi tiết có khác và thành quả thì ít ấn tượng hơn. Bây giờ, nhìn lại trường hợp của Việt Nam. Năm 2008, lần đầu tiên thu nhập đầu người của Việt Nam vượt qua ngưỡng 1.000 Mỹ Kim, thoát ra được vị trí của nước thu nhập thấp theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới. Nhưng ta đã mất gần 35 năm kể từ khi đất nước thống nhất. Nếu kể từ khi đổi mới cũng gần một thế hệ mới đạt được thành quả rất là khiêm tốn đó. Mặt khác, cơ chế, chính sách trong thời gian qua, đặc biệt là trong 4-5 năm gần đây, đã làm cho kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào vốn, hiệu quả đầu tư giảm và kéo theo lạm phát lãng phí. Chất lượng phát triển cũng giảm nghiêm trọng, môi trường thì xuống cấp, phân hóa giàu nghèo tăng nhanh. Từ thành quả khiêm tốn và chất lượng phát triển thấp này, Liệu từ nay, Việt Nam có thể bắt đầu giai đoạn phát triển bền vững và kéo dài trong nhiều thập niên để thực sự có dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh có vị trí xứng đáng trong khu vực châu Á và trên thế giới không? Cũng theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, tính theo giá của năm 2009, thu nhập đầu người 4.000 Mỹ Kim là cái mốc của nước thu nhập trung bình cao và 12.000 Mỹ Kim là mốc vượt lên hàng các nước thu nhập cao. Ở châu Á, Hàn Quốc từ một nước nghèo đã vươn lên hàng các nước thu nhập cao chỉ trong vòng 4 thập niên. Thu nhập đầu người năm 2009 là 17.000 Mỹ Kim, Malaysia là 7.000 Mỹ Kim và Thái Lan là 4.000 Mỹ Kim. Đang nỗ lực tạo điều kiện để trở thành nước tiên tiến có thu nhập cao trong vòng 2 thập niên tới. Chỉ kể từ thời kỳ sau đổi mới, Việt Nam đã nhận viện trợ gần 20 năm rồi mà chưa thấy lãnh đạo Việt Nam đưa ra kế hoạch tới bao giờ sẽ không còn nhận viện trợ nữa. Ngược lại, ở hội nghị các nhà tài trợ mới đây, chính phủ còn nhấn mạnh Việt Nam vẫn là nước nghèo, cần thế giới tiếp tục quan tâm giúp đỡ. Sang Seoul, gặp sinh viên ta đang đi du học ở đấy, sẽ nghe họ buồn rầu nói về hình ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong khoảng 95.000 người Việt Nam tại đây thì 60.000 là xuất khẩu lao động và 30.000 là phụ nữ sang lấy chồng vì lý do kinh tế. Vậy thì hình ảnh Việt Nam ở đây làm sao mà tốt được? Trí thức nước ngoài hiện nay khi nói về Việt Nam, ít có ai lạc quan về tương lai kinh tế của nước ta. Đó là họ mới chỉ thấy tình trạng tham nhũng, trình độ của quan chức mà họ tiếp xúc và những chính sách bất cập mà họ thấy được. Phân tích trong phần tiếp theo cho thấy cái thực trạng đáng lo ngại về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đối ngoại cũng như những nguyên nhân chính đã đưa đến tình trạng đó. Việt Nam hiện nay, thực trạng và nguyên nhân. Phân tích hiện trạng Việt Nam, chúng tôi thấy có quá nhiều vấn đề đang làm cho nền tảng xã hội bị lung lay, đất nước bị suy yếu. Hầu hết những vấn đề Hầu hết những vấn đề đó bắt nguồn từ thể chế và cơ chế. Mặt thứ nhất là về kinh tế. Hiện nay trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, tuy hàng công nghiệp chiếm khoảng 60% nhưng chủ yếu vẫn là những ngành dùng nhiều lao động giản đơn. Thêm vào đó, sản xuất các mặt hàng này phải phụ thuộc vào nguyên liệu và sản phẩm trung gian nhập khẩu. Các loại máy móc, những sản phẩm có hàm lượng kỹ năng lao động cao chỉ chiếm khoảng 10% tổng xuất khẩu. Xuất khẩu của Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nông sản, nguyên liệu. Từ năm 2002, nhập siêu của Việt Nam tăng nhanh và gần đây khuynh hướng này ngày càng mạnh hơn. Nhập siêu quá lớn đang gây ra bất ổn vĩ mô. Trong 5 năm qua, sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã đi theo hướng hầu như mở toan cửa nền kinh tế mà không kèm theo việc thiết lập một hệ thống pháp lý cần thiết nào nhằm giám sát các mặt trái của nền kinh tế thị trường. Kết quả là Việt Nam đã vô tình xây dựng và củng cố một nền kinh tế tư bản hoang dã phục vụ các lợi ích nhóm, nhất là các tập đoàn kinh tế phá hoại tài nguyên thiên nhiên, bòn rút của công làm giàu cho cá nhân, trong khi lao động chân chính phải khổ sở với đồng lương thấp trước sự leo thang của vật giá. Từ năm 2006, Việt Nam cho phép lập các tập đoàn kinh tế, nhưng không đi kèm theo quy định giám sát cần thiết cũng như điều kiện buộc phải xác lập hệ thống quản lý doanh nghiệp, minh định rõ trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo công ty. Điều này đã đưa đến hậu quả nghiêm trọng trở thành một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay sự đổ vỡ của vinashin cho thấy bản chất của các tập đoàn kinh tế chính sách phân quyền xuống địa phương đã không phát huy được sức sáng tạo và cạnh tranh để phát triển mà ngược lại mở cửa cho những người có chức có quyền ở địa phương lợi dụng cơ hội đào khoét tài nguyên đất nước để làm giàu cá nhân kể cả việc giao đất và tài nguyên cho nước ngoài khai thác ở những nơi trọng yếu về an ninh và quốc phòng luật đất đai coi đất đai là sở hữu công do đó dành cho chính quyền cái quyền thu hồi đất của bất kỳ ai luật lại giao quyền này cho ủy ban nhân dân ở mọi cấp xuống tận cấp quận huyện với cái giá do chính ủy ban nhân dân quyết định nhằm mục đích phát triển kinh tế đây chính là lý do nhiều đất đai màu mỡ của nhân dân bị thu hồi để làm khu phát triển công nghiệp sân gôn hay xây nhà kinh doanh Do được phân quyền, nhiều địa phương đã giao đất rừng hầm mỏ cho công ty của Trung Quốc khai thác trong vòng 50 năm, kể cả những vùng nhạy cảm về an ninh mà trên trung ương không hề biết. Ngoài ra, tình trạng thu hồi đất có tính cách cưỡng chế đã giải thích tại sao có quá nhiều vụ dân oan liên quan đến đất đai chính sách phân quyền hoàn toàn hợp lý để tạo sự chủ động sáng tạo cũng như nhằm giải quyết các vấn đề riêng của địa phương kể cả tạo ra sự cạnh tranh giữa địa phương này và địa phương khác nhưng thực tế các yếu tố tích cực đó đã không phát huy tác dụng ngược lại chỉ làm nảy sinh các mặt tiêu cực tại sao lại như vậy đó là do năng lực yếu kém và thiếu tinh thần trách nhiệm của nhiều lãnh đạo địa phương như sẽ nói ở dưới đây Quy hoạch phát triển cũng là vấn đề đáng lo ngại của ta. Nhìn chung cho đến nay, quy hoạch nặng tính chất áp đặt, nóng vội, duy ý chí, thiếu thiết kế tổng thể và nhiều khi thiếu tính chuyên nghiệp. Những yếu kém này thể hiện ở nhiều lĩnh vực. Trong phát triển đô thị thì đó là việc quy hoạch vội vã, thiếu khoa học dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông liên tục và kéo dài, ngập úng do mưa, đào đường, đắp đường, trắng lô cốt ở khắp mọi nơi. Trong đầu tư thì đó là tình trạng đầu tư theo phong trào, tràn lan, kém hiệu quả như việc đầu tư trong nhiều dự án về kết cấu hạ tầng, về nhiều dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ kém hiệu quả. Việc quy hoạch phát triển yếu kém dẫn đến tình trạng khai thác tài nguyên cạn kiệt, ô ạt, à, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà không tính đến hiệu quả lâu dài, không xét đầy đủ đến tất cả các khía cạnh liên quan đến hiệu quả kinh tế, văn hóa hay môi trường nhiều cảnh quan thiên nhiên và di tích văn hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là môi trường bị ô nhiễm nặng nề, điển hình của việc này là nhiều dòng sông đã và đang bị các công ty đua nhau bức tử. Nguồn nước sinh hoạt, nước trong các ao hồ từ các thành phố lớn đến nông thôn cũng bị ô nhiễm ở rất nhiều nơi. Chính do ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ở nhiều vùng đã xuất hiện những làng ung thư điều này giống lên một hồi chuông cảnh báo cấp bách và đòi hỏi chính quyền phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường và chất lượng nguồn nước ngoài ra ô nhiễm không khí cũng ở trạng thái báo động và ô nhiễm ở các làng nghề cũng ở mức nguy hiểm nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của quy hoạch do khả năng hạn chế của chính quyền địa phương và không loại trừ những toan tính tư lợi hoặc lợi ích cục bộ của những người có trách nhiệm Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh tế như hiện nay? Chúng tôi cho là có 3 nguyên nhân sâu xa. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì phương châm xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó chủ trương vai trò chủ đạo của sở hữu nhà nước của kinh tế nhà nước. Từ khi có phương châm này từ năm 91 do sự thuyết phục của những người có tư tưởng cải cách, nội dung có thay đổi một phần nhưng cái cốt lõi vẫn giữ nguyên mà hiện thân của nó là các tập đoàn kinh tế do nhà nước lập ra. Nhiều tập đoàn kinh tế nối với một số lãnh đạo làm thành những nhóm lợi ích chi phối chính sách kinh tế. Khi có sai phạm, các lãnh đạo đó bám theo phương châm nói trên của Đảng để trốn tránh trách nhiệm. Thứ hai là trong cơ quan nhà nước, trách nhiệm cá nhân không rõ ràng và thiếu động cơ để quan chức lãnh đạo các bộ phận phấn đấu để bộ mình giải quyết vấn đề lớn của đất nước ngược lại ta thấy nhiều trường hợp họ chạy theo những hoạt động ngoài công việc mình phụ trách lãng phí thời giờ và công quỹ có bộ trưởng phụ trách kinh tế trong lúc kinh tế khủng hoảng lại dành thời gian hướng dẫn nghiên cứu sinh viết luận án tiến sĩ vốn là việc của giáo sư đại học có cục trưởng phụ trách vấn đề giá cả trong lúc lạm phát người dân khốn đốn thì lại bỏ đi đi đóng phim Suốt trong hơn 10 năm qua, ai cũng thấy rõ công nghiệp Việt Nam thiếu sức mạnh cạnh tranh, hàng hóa của Trung Quốc ào ạt tràn vào nước ta, doanh nghiệp nhỏ và vừa không phát triển được. Cũng đã có rất nhiều đề án, chiến lược được trí thức trong và ngoài nước đưa ra, kể cả phân tích của học giả nước ngoài và các cơ quan quốc tế, nhưng tất cả đều bị xếp lại, không được chuyển thành chính sách để thực hiện. Thứ ba, một phần liên quan đến vấn đề thứ hai vừa đề cập, đó là trình độ năng lực tư cách của rất nhiều quan chức các cấp ở trung ương và địa phương không đạt yêu cầu rất tiếc chúng ta chưa chứng kiến những hình tượng lý tưởng của nhà cầm quyền lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ còn người ngược lại thì quá nhiều trong cơn bão giá làm dân chúng điêu đứng mà trách nhiệm chính ở những bộ liên quan nhưng tiền mua xe hơi của quan chức cao cấp được tăng lên và được giải thích đó là chính sách đối phó với giá cả leo thang. Thí dụ tương tự về sự vô cảm, vô trách nhiệm của quan chức thì quá nhiều. Hậu quả tiêu cực của chính sách phân quyền đã nói phần lớn là do trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và tư chất đạo đức của các chức trách địa phương. Chúng ta nghe nhiều về các hiện tượng tiêu cực ở địa phương hơn là những điển hình tiên tiến ít thấy những lãnh đạo dấn thân vì dân giàu nước mạnh ở địa phương mình hiện tượng đưa người thân quen vào bộ máy công quyền rồi trang bị thêm bằng cấp đạt được bằng con đường bất minh cũng làm suy yếu bộ máy hành chính ở rất nhiều nơi đó là về mặt kinh tế bây giờ về mặt văn hóa văn hóa đạo đức xã hội đang suy thoái trầm trọng chưa khi nào tin tức về tệ nạn xã hội lại có mật độ dày đặc như hiện nay dường như cái xấu và cái ác đang hoành hành ngoài xã hội và tràn lên trên mặt báo mỗi ngày kỷ cương phép nước bị coi thường tính tự giác tôn trọng pháp luật và các quy ước xã hội và văn hóa rất thấp mê tín dị đoan lên ngôi không chỉ ở tầng lớp đại chúng mà ngay ở cả một số cán bộ cao cấp ở các cơ quan công quyền hiện tượng buôn thần bán thánh trở nên phổ biến những chuẩn mực về văn hóa những giá trị phổ quát như chân thiện mỹ đã bị sự giả dối, cái xấu và cái ác bóp nghẹt không nhân nhượng. Hệ quả của điều này là các thang giá trị trong xã hội bị đảo lộn. Sự tự trọng, danh dự đã bị sự giảo hoạt, gian dối lấn ác. Người ta sẵn sàng làm đồ giả để dân cúng quốc tổ, quốc mẫu, sẵn sàng tranh cướp trong các lễ hội hoa, sẵn sàng túc trực, chen lấn, xô đẩy đến hỗn loạn trong lễ hội phát ấn, chưa bao giờ nhân phẩm của con người có thể bị xúc phạm dễ dàng và tính mạng của con người có thể bị coi rẻ như vậy những vụ đánh giết nhau với hung khí xảy ra thường xuyên nhiều khi chỉ vì những nguyên nhân không đâu không chỉ giữa những người dân bình thường với nhau mà còn cả giữa đại diện của cơ quan công quyền với dân chúng vốn văn hóa dân tộc trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết trước sự tấn công của văn hóa ngoại mà đặc biệt là văn hóa Trung Quốc dưới mọi hình thức thể loại. Một điều hết sức đáng băn khoăn là thế hệ thanh thiếu niên đang lớn lên trong môi trường thiếu hình mẫu cá nhân về lý tưởng và đạo đức. Do vậy, dễ quen một cách tự nhiên với các thói xấu như quay cóp, gian lận thi cử, đạo văn, hối lộ tính vị kỷ được đề cao đi liền cùng với sự thờ ơ với các vấn đề của xã hội của đất nước nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng suy thoái đạo đức văn hóa này là sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng sự băng hoại tha hóa của nhiều công chức qua việc tham nhũng và hối lộ và sự kiểm soát báo chí và truyền thông vũ khí mạnh nhất để chống lại tham nhũng bất công giả dối ác độc đã làm cho công luận bị hạn chế và bị vô hiệu hóa và điều thứ ba chúng ta sẽ nói đến đó là về giáo dục. Giáo dục là vấn đề được toàn xã hội Việt Nam quan tâm nhất từ nhiều năm nay. Từ cuối thập niên 90, nhà nước đã đưa giáo dục lên quốc sách hàng đầu, nhưng thực tế thì tình hình giáo dục ngày càng tụt hậu, xa sút, nhất là trong những năm gần đây. Một vài điểm nổi bật dễ thấy của giáo dục Việt Nam trong những năm qua như sau. Một là chất lượng đào tạo sút kém từ bậc phổ thông đến đại học và càng lên cao chất lượng càng yếu. Nhìn tổng thể, giáo dục Việt Nam chưa đào tạo đủ những người có kiến thức và năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước. Nhân lực đào tạo ra ở cuối bậc đại học, cao đẳng và dạy nghề còn ở khoảng cách xa vời đối với đòi hỏi thực tế của các ngành nghề và xã hội. Hai là hệ thống giáo dục phổ thông gây ra nhiều hiện tượng làm bức xúc trong xã hội như tổ chức quá nhiều kỳ thi lãng phí sức người sức của dạy thêm học thêm tràn lan chương trình giáo dục và sách giáo khoa thì luôn thay đổi nhưng chất lượng không được cải thiện ngoài ra bệnh thành tích và các tệ nạn tham nhũng trong giáo dục hết sức phổ biến ba là giáo dục đại học có chất lượng nói chung còn thấp gần đây lại phát triển hỗn loạn với nhiều trường tư chạy theo lợi nhuận lại được cấp phép bừa bãi, không đáp ứng một quy hoạch có cân nhắc nào. Tình trạng nói trên dẫn đến hiện tượng tị nạn giáo dục khi những người giàu có ở Việt Nam kể cả quan chức trong đảng và chính phủ đều tìm cách cho con em ra nước ngoài học, thậm chí là từ cấp phổ thông. Bốn là bằng cấp trở thành mục đích là cứu cánh của cả xã hội và các tệ nạn học vẹt, học tủ, bằng giả, gian lận trong thi cử, không hề được bài trừ một cách kiên quyết. Nhiều quan chức bị tố cáo trên báo chí về việc dùng bằng giả hay gian lận thi cử rồi cũng được bỏ qua, thậm chí được bổ nhiệm vào chức vị cao hơn. Hiện tượng mua bằng, sao chép luận án, thuê viết luận án vân vân đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức học đường nói riêng và toàn xã hội nói chung. Thứ năm là chế độ phong chức danh phó giáo sư và giáo sư ở đại học còn nhiều bất cập các tiêu chuẩn phong chức danh hiện, phong chức danh hiệu đó hiện nay đó không khuyến khích nhà giáo đại học hướng đến những nghiên cứu khoa học đích thực có ý nghĩa mà thường làm những việc để dễ có điểm theo quy định không đâu có của việc phong chức danh. Ngoài ra các chức danh này lẽ ra chỉ dành cho người giảng dạy đại học hoặc nghiên cứu khoa học nay thì được phong ở nhiều ngành cho nhiều người vốn không có vị trí giảng dạy đại học hay nghiên cứu ở cơ quan khoa học làm cho nhiều quan chức hành chính nhảy vào tham gia công việc của đại học một cách không thích đáng trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sa sút của giáo dục đã được bàn luận rộng rãi chúng tôi cho rằng các nguyên nhân sau đây là chính yếu một là giáo dục của Việt Nam trong những năm À, vừa qua thiếu một tầm nhìn chiến lược tổng thể thiếu kiên quyết theo đuổi một triết lý giáo dục xác định thiếu kế hoạch đồng bộ từ cơ cấu tổ chức đến triển khai các hoạt động giáo dục ở rất nhiều nơi sự cứng nhắc và áp đặt của hệ thống chính trị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giáo dục thêm nữa là nội dung giáo dục nặng nề phương pháp dạy và học thì lạc hậu chậm đổi mới và trên hết là thiếu những người lãnh đạo trong ngành giỏi cùng một đội ngũ quản lý giáo dục hiệu quả những cố gắng thay đổi của ngành giáo dục trong những năm qua thường mang tính vụn vặt chấp vá nhiều khi do quyết định vội vã của một vài cá nhân và càng làm cho tình hình thêm rối hai là lương của giáo viên quá thấp làm cho họ không thể vô tư toàn tâm toàn ý với công việc do giáo viên phải tự bươn trải trong một xã hội cha mẹ sẵn sàng làm mọi việc cho sự học của con cái nhiều tiêu cực đã nảy sinh ảnh hưởng đến tư cách và hình ảnh của người thầy vốn là điều kiện tiên quyết cho thành bại của giáo dục bây giờ hãy nhìn về mặt y tế tình trạng bệnh tật và y tế của nước ta thật hết sức đáng lo số người chết vì tai nạn giao thông làm nhức nhối xã hội nhưng nguyên nhân tử vong trong các bệnh viêm phổi viêm họng viêm phế quản viêm tiểu phế quản cấp tiêu chảy viêm dạ dày ruột non có nguồn gốc nhiễm khuẩn cúm sốt rét thì còn cao hơn nhiều Mẫu số chung của các bệnh này là tình trạng thiếu dinh dưỡng vì nghèo khó, là môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, là sự bất cập trong chính sách về y tế và thiếu đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc. Dịch vụ y tế ở Việt Nam có phát triển. Trong những năm vừa qua, số lượng cán bộ nhà nước làm về y tế tăng sắp xỉ 40% trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2009 và có thêm nhiều cơ sở y tế tư nhân xuất hiện. Nhưng tình trạng quá tải ở các bệnh viện công với hiện tượng hai ba người phải nằm chung một giường bệnh ở nhiều nơi không giảm đi mà thậm chí có phần tăng lên. Lý do là tuy dịch vụ y tế tăng lên nhưng bệnh tật ở Việt Nam còn tăng nhanh hơn. Ví dụ như nếu năm 2000 cứ 100.000 người thì có 242 ca ung thư thì đến năm 2010 con số này đã tăng lên thành 315 ca. So với trung bình trên thế giới là dưới 200 ca Nếu như trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2006 Cứ 100 người thì có 9 lượt nhập viện trong năm à, Thì đến năm 2009 con số đó đã tăng lên hơn 30% Thành 12 lượt nhập viện Thuộc loại là cao nhất trên thế giới đó Tỷ lệ bệnh tật tăng nhanh là cái giá mà Việt Nam đang phải trả cho cái kiểu phát triển kinh tế thiếu bền vững, thói làm ăn giả dối dẫn đến môi trường bị ô nhiễm và thực phẩm độc hại. Tương tự như đối với ngành giáo dục, nhà nước ở trung ương và địa phương chưa chú tâm đầu tư đúng mực đến ngành y tế, trong khi tiếp tục lãng phí trong việc xây dựng nhiều công trình không hoặc chưa cần thiết tỷ lệ chi phí mà nhân dân phải tự bỏ ra cho dịch vụ y tế tăng lên nhanh nhiều người nghèo có bệnh không được nhập viện hay phải trốn viện vì không có tiền đóng viện phí lương chính thức trả cho các y bác sĩ không đủ sống và không xứng đáng với địa vị của họ những điều này góp phần làm cho các tệ nạn tiêu cực sự suy đồi về đạo đức lan tràn trong ngành y tế người thầy giáo và người thầy thuốc vốn là những người được xã hội ta tôn trọng từ xưa nhưng sự suy thoái về đạo đức đã làm phai nhạt đi truyền thống tốt đẹp này bây giờ hãy cùng xem về mặt khoa học và công nghệ có thể nói những đặc điểm chính của khoa học và công nghệ việt nam trong mấy chục năm qua là sự đóng góp còn rất hạn chế của khoa học và công nghệ vào công cuộc phát triển đất nước lực lượng làm khoa học công nghệ được đào tạo nhiều nhưng không làm việc hiệu quả các chính sách và cách tổ chức hoạt động khoa học công nghệ còn nhiều bất cập có thể tóm tắt những điểm nổi bật của bức tranh tổng quát về tình trạng khoa học và công nghệ của việt nam hiện nay như sau thứ nhất có thể nói hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ở việt nam còn mờ nhạt hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng thấp và khoa học công nghệ chưa có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước Chất lượng thấp này có thể thấy rõ qua các thước đo khách quan như số lượng các công trình công bố trên các tập san khoa học quốc tế uy tín và số bằng phát minh sáng chế. Trong 10 năm qua, số lượng công bố của các nhà khoa học Việt Nam chỉ bằng 1 phần 3 của Thái Lan và 2 phần 5 của Malaysia. Hơn nữa, ở nhiều lĩnh vực, phần lớn những nghiên cứu này là do hợp tác với nước ngoài, tức còn phụ thuộc vào ngoại lực quá nhiều. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2007, các nhà khoa học Việt Nam chỉ đăng ký được 19 bằng phát minh, trong khi cùng thời gian này, Malaysia có 901 bằng phát minh, Thái Lan có 310 bằng, Philippines có 256 bằng và Indonesia có 85 bằng phát minh. Cũng đều có số bằng phát minh nhiều hơn Việt Nam nhiều lần. Ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ trong sự phát triển của Việt Nam còn mơ nhạt. Tư chưa có tương xứng với lực lượng đông đảo cán bộ khoa học công nghệ được đào tạo và chưa đáp ứng được đòi hỏi của xã hội kinh phí đầu tư chính sách và cách quản lý chưa cho thấy khoa học công nghệ khó có thể trở thành yếu tố quyết định để việt nam thoát ra khỏi nhóm quốc gia chủ yếu chỉ sản xuất sản phẩm đơn giản hay gia công hàng hóa hiện tại phần lớn doanh nghiệp làm ăn chưa dựa trên khoa học công nghệ và hầu hết không có liên kết chặt chẽ với các cơ sở khoa học công nghệ. Thứ hai là số người được đào tạo để hoạt động khoa học công nghệ tuy là rất đông với nhiều bằng cấp nhưng phần lớn không thực sự hoạt động khoa học công nghệ mà lây lất hoặc chân trong chân ngoài với danh nghĩa là làm khoa học công nghệ. Có thể nêu ra một số nguyên nhân chính của tình trạng trên. Một là Việt Nam thiếu một chiến lược khoa học công nghệ thích hợp nên chưa xác định được lộ trình của khoa học công nghệ và tập trung vào những hướng quan trọng rất cần cho phát triển đất nước và có thể tạo ra thành quả ý nghĩa. Hạn chế này có phần do việc thiếu các chuyên gia đầu đàn ở mức độ am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm và uy tín quốc tế có thể lãnh đạo được những tập thể khoa học. Một nguyên nhân của tình trạng trên là tuy số lượng cán bộ khoa học công nghệ của ta được đào tạo nhiều nhưng hầu hết chỉ ở mức vừa xong giai đoạn học việc như có bằng tiến sĩ mới là xong giai đoạn học để thành người làm nghiên cứu thường không được rèn luyện thêm trong cái môi trường khoa học công nghệ phát triển để trở thành nhà khoa học trưởng thành hai là các nhà khoa học việt nam chưa có được môi trường khoa học công nghệ thích hợp để có thể làm việc và sáng tạo Môi trường này gồm 3 yếu tố cơ bản: điều kiện làm việc đủ tốt, lương đủ sống để tập trung cho công việc, các chính sách hợp lý có tác dụng kích thích tinh thần sáng tạo dấn thân vì khoa học. Điều kiện làm việc ở phần lớn các đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam nói chung còn thiếu thốn, chưa đủ để tiến hành nhiều đề tài quan trọng và tiên tiến trong khoa học. Một số nơi có trang thiết bị tốt lại không giải quyết được vấn đề tiền lương tiền lương của người làm khoa học thấp vừa ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng, nghiên cứu, vừa gây ra nhiều hiện tượng tiêu cực. Người có năng lực nghiên cứu cũng không chuyên tâm với nghề mà phải xoay sở tìm thêm thu nhập ngoài lương. Nhiều chính sách và cách quản lý đề tài khoa học công nghệ chưa hợp lý cũng góp phần làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của nghiên cứu. Thí dụ tiêu biểu như cách tổ chức đề tài khoa học còn nặng tính, xin cho, làm nhiều người làm nghiên cứu mất nhiều thời giờ chạy dự án việc tuyển chọn và nghiệm thu đề tài thiếu nghiêm túc nên rất nhiều đề tài không có ý nghĩa và giá trị khoa học những quy định tiêu chuẩn hiện nay về việc phong cách chức danh giáo sư phó giáo sư không khuyến khích các nhà khoa học hướng đến những nghiên cứu quan trọng và thách thức có giá trị khoa học cao hoặc cần cho sự phát triển mà lại dễ hướng họ đến những nghiên cứu dễ làm những nơi dễ công bố để có đủ điểm thỏa mãn các tiêu chuẩn phong chức danh vốn không có ở bất kỳ nước nào khác đây thực sự là những điều rất không hợp lý và được nhiều nhà khoa học góp ý gần hai chục năm qua nhưng không được thay đổi người làm nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội còn luôn nỗi ám ảnh sợ chệch hướng mất lập trường nên nói chung sáng tạo bị hạn chế khoảng cách so với cộng đồng khoa học thế giới càng lớn. Ngoài ra, ngược với yêu cầu rất cao về sự bình đẳng, sự tự do tư duy của môi trường khoa học, việc mất dân chủ ở các cơ quan khoa học thường rất lớn. Nhiều trường hợp nội bộ mâu thuẫn, giành giật địa vị, hoàn toàn không xứng đáng với phẩm vị của một người làm khoa học. Và một mặt khác đó là về quan hệ đối ngoại. Sau khi gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao kinh tế và giao lưu văn hóa với hầu hết các nước. Sau năm 2000, quan hệ đó được đẩy mạnh thêm một bước bằng hiệp định thương mại Việt Mỹ và gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cùng với trào lưu toàn cầu hóa, kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào dòng chảy của thế giới. Các quan hệ đối ngoại khác cũng nhộn nhịp hơn trước. Có thể ghi nhận nhiều mặt tích cực của hiện tượng đó. Chẳng hạn xuất khẩu sang thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ được đẩy mạnh, cơ hội du học của sinh viên Việt Nam tăng mạnh, giành được vị trí trong các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, WTO. Nhưng nhìn kỹ, ta thấy những mặt tiêu cực lớn hơn rất nhiều, đáng lo ngại hơn. Theo chúng tôi, so với thời mới đổi mới, mở cửa là đầu thập niên 90, hình ảnh Việt Nam trên thế giới xấu đi nhiều tham nhũng lan ra cả trong các quan hệ quốc tế. Chỉ kể những sự kiện lớn như dự án ODA của Nhật, vụ in tiền polymer ở Úc, cũng thấy thể diện đất nước bị tổn thương nhiều. Các vụ nhỏ hơn thì nhiều vô kể, chỉ cần gặp những doanh nhân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam là biết rõ. Điều đáng nói là nhà nước Việt Nam đã không có thái độ thích đáng, không xử lý nghiêm những sự kiện bị nước ngoài chỉ trích điển hình là vụ in tiền polymer báo chí nước ngoài nhiều lần nêu tên thật của các cựu thống đốc ngân hàng nhà nước mà cả đương sự và chính phủ đều giữ im lặng là người việt nam có ý thức dân tộc ai cũng thấy hổ thẹn về sự kiện này nhìn sang lĩnh vực đầu tư nước ngoài ta thấy nổi bật lên sự hiện diện rất lớn của đài loan hồng kông hàn quốc singapore và gần đây là trung quốc so với các nước tiên tiến như mỹ nhật pháp thì những nước đổi, những nước mới nổi, mới phát triển chưa có nhiều những công ty đa quốc gia tầm cỡ, chưa có công nghệ cao, chưa coi trọng sự minh bạch, hoạt động đúng theo luật và nhất là giữ thanh danh đã được xác lập của mình. Không ít trường hợp các công ty của những nước mới nổi tạo những quan hệ bất chính với quan chức nhà nước Việt Nam, nhất là với chính quyền địa phương để được cấp các dự án béo bở. Chúng tôi rất lo ngại khi thấy nhà nước Việt Nam quá dễ dãi để cho tư bản nước ngoài đầu tư ồ ạt vào việc xây dựng các khu nhà ở quy mô lớn, các khu du lịch, sân gôn, vân vân và hình thành những cộng đồng người Hàn, người Hoa trên đất nước mình. Trong khi giới doanh nhân trong nước còn non yếu, chưa có khả năng làm chủ đất nước và cuộc sống của tuyệt đại đa số người dân còn nhiều khó khăn, liệu có nên để cho nước ngoài xây dựng những vùng đặc biệt như vậy? trong nhiều năm qua đầu tư nước ngoài triển khai ồ ạt ở việt nam mà cơ cấu công nghiệp không chuyển dịch lên cao hơn không tạo ra được những mặt hàng xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao trong chiều hướng chung ấy quan hệ với trung quốc là đáng lo nhất đầu tư của trung quốc chưa nhiều bằng những nước nói trên nhưng sự hiện diện của trung quốc trong những hình thái khác đang làm việt nam mất dần chủ quyền trong nhiều lĩnh vực đó là ở thời điểm năm 2011 thôi thưa quý vị là Trung Quốc không có đầu tư nhiều bằng những cái nước như Hàn Quốc hay là Malaysia hay Thái Lan. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm này của năm 2020 thì rõ ràng là chúng ta thấy Trung Quốc là nước đầu tư nhiều nhất, sâu nhất trên diện rộng nhất và ở cả chiều sâu. Trung Quốc nắm trọn cái, cái, cái nền kinh tế của Việt Nam mình rồi Đúng không thưa quý vị Cho nên là đây là bài viết Của cách đây 9 năm rồi thưa quý vị Thì trong bài viết ở cái thời điểm đó Trung Quốc chưa phải là nhà đầu tư lớn uh, Giống như Hàn Quốc hay Mã Lai Hay Mỹ Nhưng mà rõ ràng là Ở cái thời điểm năm 2020 này Thì mọi chuyện đã thay đổi rồi Và Trung Quốc gần như là Chiếm lĩnh uh, thị trường Ở Việt Nam Chiếm tất cả những cái dự án, đại dự án rồi. À, anh Chi xin được tiếp tục. Nếu tình hình hiện tại không thay đổi thì đầu tư tiếp tục từ Trung Quốc sẽ tăng nhanh, rõ ràng. Không bao lâu nữa sẽ chiếm vị trí số 1 tại Việt Nam. Điều này rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta ở năm 2020 và Trung Quốc đang chiếm vị trí số 1 tại Việt Nam về vấn đề đầu tư. Hiện nay, quan hệ ngoại thương Việt Trung gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh kinh tế và gây khó khăn trên con đường công nghiệp hóa của ta. Mậu dịch giữa hai nước tăng nhanh từ năm 2000 nhưng ngày càng mất quân bình do nhập khẩu tăng nhanh, nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng mở rộng. Hiện nay, nhập siêu của Việt Nam đối với thế giới chủ yếu là nhập siêu với Trung Quốc. Nhìn cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, ta thấy nguyên liệu và nông sản chiếm phần áp đảo. Cơ cấu này hầu như không thay đổi trong 10 năm qua, thực tế cho tới bây giờ 9 năm sau vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc thì hầu hết là hàng công nghiệp, các loại máy móc và các sản phẩm trung gian như sắt thép, thậm chí là các loại vải để dệt may và là những mặt hàng nhập khẩu chính. Theo Hiệp định Thương mại ASEAN, Trung Quốc đến năm 2015, Việt Nam sẽ bãi bỏ hàng rào quan thuế trên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tình hình sẽ còn bị đát hơn nữa. Con đường công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ rất khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam không thấy nguy cơ đó dù đã được trí thức trong và ngoài nước cảnh báo nhiều lần. Ngược lại, nhà nước còn cho tiến hành khai thác bôxit để xuất khẩu sang Trung Quốc làm cho cơ cấu ngoại thương hiện nay đã bất lợi càng trở nên bất lợi hơn. Cần nói thêm rằng tính chất của ngoại thương Việt Trung hiện nay là quan hệ của một nước tiên tiến với một nước chậm phát triển. Tính chất này vừa tạo ra khó khăn cho kinh tế Việt Nam, vừa làm hình ảnh Việt Nam trên thế giới xấu đi nhiều. Thách thức từ Trung Quốc không chỉ trong ngoại thương. Các công ty Trung Quốc thắng thầu phần lớn các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Trung Quốc với lối làm ăn không minh bạch, sẵn sàng mua chuộc, lại quả nên dễ dàng thắng phần lớn các gói thầu lớn ở Việt Nam. Theo ước tính, Trung Quốc chiếm khoảng 50% giá trị thầu trong vòng 10 năm nay. Đặc biệt là Trung Quốc thắng thầu tới 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dự án khai khoáng trong việc thực hiện các dự án này trung quốc đưa nhiều lao động nước mình lao động người trung quốc đi theo kể cả các hình thức bất hợp pháp thậm chí hình thành những khu cư trú đặc biệt cho người hoa ngoài ra nhiều chính quyền địa phương còn cho công ty trung quốc thuê rừng thuê bờ biển hàng nửa thế kỷ kể cả những nơi nhạy cảm nhìn từ góc độ an ninh quốc gia một vấn đề nữa là việt nam ngày càng vay nợ từ trung quốc theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính Việt Nam, nợ từ Trung Quốc tăng rất nhanh, gấp 10 lần trong 4 năm gần đây. 1,4 tỷ Mỹ Kim năm 2009. Nếu khuyên hướng này tiếp tục, chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất và lớn áp đảo đối với Việt Nam. Quan hệ Việt-Trung cũng ảnh hưởng nhiều đến đường lối ngoại giao, đường lối đối ngoại của Việt Nam. Vấn đề này sẽ được bàn riêng trong một mục ở phần sau. Trong thời đại hội nhập quan hệ đối ngoại của Việt Nam như được trình bày trên đây, hoàn toàn không lành mạnh, ảnh hưởng đến con đường phát triển sắp tới của Việt Nam và tiềm ẩn nguy cơ mất chủ quyền. Yếu tố nào gây ra tình trạng đáng lo ngại này? Có thể kể hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nội lực của Việt Nam quá yếu nên khi hội nhập với thế giới, không hoặc ít tranh thủ được thời cơ từ ngoại lực để phát triển ngược lại còn bị ngoại lực chi phối thị trường trung quốc lớn và rộng nhưng hàng hóa của việt nam không chen vào được nội lực yếu vì sao vì trình độ của nhiều lãnh đạo và quan chức có hạn không ít trường hợp họ không vì dân vì nước mà vì lợi ích riêng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nước ngoài dù thấy là bất lợi cho xã hội cho đất nước mở tung cửa thị trường cho hàng hóa và tư bản nước ngoài mà không định hướng để phát triển những ngành mới và có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, không đi kèm với các luật lệ quy định cần thiết để giám sát cũng là một biểu hiện yếu kém của nội lực. Thứ hai, trong lúc nội lực của Việt Nam còn quá yếu, quan hệ đặc biệt với Trung Quốc càng làm cho Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào nước này kinh tế Trung Quốc lớn, mạnh, áp đảo, phát triển nhanh và lại ở cận kề sát với Việt Nam, trong khi kinh tế Việt Nam nhỏ yếu, phát triển chậm hơn mà Việt Nam lại sẵn sàng đồng ý hợp tác toàn diện. Bốn trong 16 chữ vàng, tạo mọi điều kiện để hợp tác toàn diện thì dẫn đến kết quả như đã thấy. Thưa quý vị, tổng kết lại đâu là những nguyên nhân sâu xa trên đây chúng tôi đã điểm qua thực trạng kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và đối ngoại của Việt Nam hiện nay và trình bày một số nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đó. Nổi lên trên hết là hai nguyên nhân cơ bản chung cho tất cả các mặt của xã hội. Thứ nhất, thể chế còn thiếu dân chủ, có thể nói rằng thể chế hiện nay là di sản của thời chiến tranh bao cấp và chủ nghĩa xã hội kiểu lenin stalin với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ hạn chế tự do tư tưởng thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật hệ quả là xã hội suy giảm tính năng động và hiệu quả hạn chế sáng tạo trong khoa học và giáo dục không chống được suy thoái giá trị đạo đức và văn hóa bất công và cách biệt xã hội tăng lên và không khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển Chế độ tiền lương bất hợp lý trong cơ chế xin cho đã đẩy nhiều công chức vào con đường tham nhũng và làm cho nhiều nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa. Hoàn toàn đáng lo ngại khi thể chế hiện nay đang hạn chế sức mạnh của đất nước và làm lung lay nền tảng của xã hội. Thứ hai là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất đó trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi bản lĩnh chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính từ trung ương đến địa phương nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn nhức nhối việc lợi dụng vị trí công quyền để trục lợi cá nhân hiện đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều cán bộ nhà nước Thưa quý vị, xin được tạm dừng phần 2 của bản kiến nghị ở đây và mời quý vị theo dõi tiếp phần 3 cũng là phần cuối với những đề nghị phương pháp cải cách vì một nước Việt Nam giàu mạnh và tự chủ trong chương trình kế tiếp của TTV.